đối với pháp không nội không bị chướng ngại đối với pháp không ngoại pháp không nội ngoại pháp không không pháp không lớn pháp không thắng nghĩa pháp không hữu vi pháp không vô vi pháp không rốt ráo pháp không không biên giới pháp không tản mạn pháp không không đổi khác pháp không bản tánh pháp không tự tướng pháp không cộng tướng pháp không tất cả pháp pháp không chẳng thể nắm bắt được pháp không không tánh pháp không tự tánh pháp không không tánh tự tánh không bị chướng ngại đối với chân như không bị chướng ngại, đối với pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly xanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, không bị chướng ngại, đối với bốn niệm trụ không bị chướng ngại, đối với bốn tránh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, không bị chướng ngại, Đối với thánh đế khổ không bị chướng ngại, đối với thánh đế tập diệt đạo được không bị chướng ngại. Đối với tám giải thoát không bị chướng ngại, đối với tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ không bị chướng ngại. Đối với pháp môn giải thoát không không bị chướng ngại, đối với pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện được không bị chướng ngại. Đối với bậc cực hỷ không bị chướng ngại. Đối với bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tọa, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân không bị chứa ngại. Đối với năm loại mắt không bị chứa ngại, đối với sáu phép thần thông không bị chứa ngại, đối với pháp môn tam ma địa không bị chứa ngại, đối với pháp môn đà la ni được không bị chứa ngại. Đối với mười lực phật không bị chứa ngại, đối với bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi đại hỷ đại xả, mười tám pháp phật bất cộng không bị chứa ngại đối với việc quán 12 chi duyên, khỏi theo chiều thuận nghịch không bị chướng ngại, đối với việc biết khổ, đoạn tập, chứng diệt, tu đạo, không bị chướng ngại, đối với quả dự lưu không bị chướng ngại, đối với quả nhất lai bất hoàn a la hán không bị chướng ngại, đối với quả vị độc giác không bị chướng ngại, đối với địa vị nhập tránh tánh ly sanh của bồ tát không bị chướng ngại đối với việc nghiêm tịnh cõi Phật không bị chứa ngại, đối với việc thành thục hữu tình không bị chứa ngại, đối với việc khỏi thần thông Bồ Tát không bị chứa ngại, đối với trí nhất thiết không bị chứa ngại, đối với trí đạo tướng trí nhất thiết tướng không bị chứa ngại, đối với việc đoạn tất cả tập khí phiền não tương tục không bị chứa ngại, đối với pháp không quên mất không bị chứa ngại, đối với tánh luôn luôn xả không bị chứa ngại đối với tuổi thọ viên mãn không bị chướng ngại đối với việc chuyển pháp luân không bị chướng ngại đối với sự tồn tại của chánh pháp không bị chướng ngại vì sao